Sư giải thích cho chúng con được rõ sự khác nhau giữa A-la-hán chánh đẳng giác và A-la-hán. Có phải Thế Tôn đã chứng đắc cao tột tối thượng hơn cả các A-la-hán như tôn giả Xá Lợi Phất, mục kỳ tôn giả Mục Kiền Liên hay không? Hay chứng đắc A-la-hán đã là tối thượng? Sư đưa ra một cái ví dụ này cho quý vị dễ hiểu nè. Giống như một người á, mà bị dơ bẩn, họ rất là dơ, vừa dính bùn, dính sình, rồi dính sơn, dính nhớt, rồi thậm chí dính cả phân nữa. Nhưng mà họ thấy cái người đó thấy là không phải chỉ có một mình mà nhiều người khác họ cũng dính những cái dơ như vậy. Cho nên là người này tìm hiểu cái cách nào để mà làm sạch tất cả những cái loại chất dơ bẩn này. Đấy, do đó đó cái người này bỏ ra thời gian rất là lâu để mà tìm hiểu từng cái cách hiệu quả để mà diệt làm sạch những cái chất dơ. Và sau đó đó vị này đi vào nhà tắm và hoặc là đi vào một nơi mà tự làm sạch những cái dơ bẩn trên con người của mình từ trong ra ngoài, và sau đó đắp lên một cái bộ y phục sạch sẽ và đi vào bàn cơm để và vị đó có thể ăn cơm. Nhưng mà trước khi ăn thì vị ấy nghĩ là bây giờ mình có thể giúp những cái người khác là họ cũng được sạch sẽ, cho nên là vị cái người này đó mới hướng dẫn là bây giờ đó anh bị dính sơn đúng không, thì anh cần phải làm như vậy là sạch. Thì cái người dính sơn á, họ chỉ cần là họ làm theo những cái lời hướng dẫn thôi. Và thí dụ như họ dính bùn, họ chỉ cần làm theo như thế nào để mà rửa sạch bùn đất. Họ dính phân thì cần phải biết là làm sao để mà làm sạch cái phân. Hoặc là người có mùi hôi thì họ làm như thế nào để người hết mùi hôi. Thì những con người đó đó, họ không cần biết những tất cả những kiến thức mà cái con người đầu tiên họ biết. Họ chỉ cần biết làm sao để giải quyết vấn đề của họ mà thôi. Thì những con người khác cũng như vậy. Nhưng mà đấy, cái sự sạch đấy, cái sự sạch của tất cả những con người này là không có khác nhau. Không phải bởi vì anh biết nhiều kiến thức hơn hoặc là anh giúp được nhiều người hơn mà anh sạch sẽ hơn người khác. Cái sạch cơ thể mà vật lý thì tất cả mọi người là như nhau, và cái tư cách để mà vào ngồi một cái bàn ăn á, nó là như nhau. Chẳng qua là cái người đầu tiên á, người đó có khả năng giúp đỡ những người khác do có nhiều kiến thức. Cũng vậy, Đức Thế Tôn sở dĩ gọi ngài là một vị A-la-hán chánh đẳng giác là bởi vì ngài không chỉ tự mình có thể làm sạch những cái cấu uế trong nội tâm, mà ngài còn biết để mà giúp cho những người khác cũng có thể làm sạch những cấu uế đó. Nhưng mà đó, cái sự trong sạch của nội tâm á, cái sự trong sạch của nội tâm là như nhau. Cái sự trong sạch nội tâm của một vị A-la-hán một vị A-la-hán Sa-di 7 tuổi với Đức Thế Tôn là như nhau, không có sự chênh lệch. Chẳng qua đó, Đức Thế Tôn biết cách để hướng dẫn người khác cũng có thể chứng đắc đạo quả như ngài, cũng có thể trong sạch được nội tâm như ngài. Và cái diệu dụng có nghĩa là những cái khả năng đi kèm thì ngài tốt hơn đấy. Nhưng mà những cái đó nó không ảnh hưởng gì, nó không làm sai biệt gì cái sự trong sạch của nội tâm của cả hai, của những con người đó là như nhau, không có sự khác biệt ha. Khác biệt chăng là cái sự biểu hiện đấy. Và ngài biết cái cách để cho chúng sanh khác cũng được giác ngộ thì nó là khác nhau như vậy. Rồi cái sự vận dụng những cái pháp thế gian thì ngài cũng biết nhiều hơn. Và cái khả năng gọi là cái tư cách để mà vào niết bàn, cái sự biết niết bàn và cái tư cách để mà nhập niết bàn của Đức Thế Tôn A La Hán chánh đẳng giác và những vị A La Hán đệ tử của ngài đó là như nhau, không có khác. Thành ra quý vị phân biệt rõ ha, sự trong sạch nội tâm của Đức Thế Tôn và một vị A-la-hán thường á là như nhau.
Nhưng mà cái biểu hiện á, biểu hiện thì Đức Thế Tôn hơn những vị A-la-hán khác ở cái chỗ là Ngài có những cái thắng trí, có những cái phạm vi của một vị chánh đẳng chánh giác mà Ngài có thể làm được mà những vị khác không có làm được. Ví dụ như Ngài có thể biết được vô số kiếp về trước và vô số kiếp về sau. Còn các vị A-la-hán, cái sự biết thì nó có giới hạn. Nhưng mà một lần nữa sư nhấn mạnh để cho quý vị không có quên, đó là cái biểu hiện đó nó không là cái gì hết. Và cái quan trọng đó là cái sự trong sạch nội tâm của Đức Thế Tôn, A-la-hán chánh đẳng giác và một vị A-la-hán là như nhau. Hả?